Thưa quý vị và các bạn, chỉ với những thao tác đơn giản như mọi người vừa được thấy thì chúng tôi đã có thể tưới nước được cho cả khu vườn rau rộng hàng ngàn mét vuông. Đây là công nghệ khá phổ biến của người dân tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, người dân đang áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp rất nhiều. Ngày hôm nay, mọi người hãy cùng phóng viên trải nghiệm và tìm hiểu về cách làm của nông dân tại thành phố Đà Lạt nhé. Tại trang trại của chúng tôi thì điện thoại nó có vai trò rất là quan trọng trong việc mà mình quản lý cây trồng. Vì mọi công việc mà chúng tôi quản lý cây trồng từ khâu chăm sóc, tưới phân, tưới nước, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong nhà kính, chúng tôi đều thực hiện thông qua chiếc điện thoại bằng một cái app đã được cài đặt sẵn. Về cái mức độ chính xác về tỷ lệ phân về EC, pH thì máy đã được cài đặt sẵn theo một cái chương trình tính toán rất là kỹ lưỡng, và chúng tôi chỉ cần thực hiện thông qua cái app điện thoại đó và cài đặt những cái mức độ EC, pH mà mình mong muốn, và bắt đầu mình cho chạy phần mềm là cái hệ thống nó sẽ chạy đúng theo những gì mình yêu cầu. So với lại cái cách chăm sóc truyền thống thì cái cách này nó có lợi thế hơn những điều gì? Một là về tiết kiệm con người này, thứ hai là công sức này, thứ ba là độ chính xác. So với mà việc mà mình chăm sóc theo phương thức truyền thống á, thì mình sử dụng app điện thoại thì có rất là nhiều ưu thế. Thứ nhất là về con người, là nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều về việc công sức mình đi chăm sóc, mình phải đi pha phân, tưới nước hàng ngày cho nó. Thay vì hiện tại thì giờ mình chỉ cần là kiểm tra qua app điện thoại, khi nào mình muốn tưới là mình bắt đầu bật cái app đó lên, chọn cái khu vực mình muốn tưới, cây trồng mình muốn tưới là mình bật lên là bắt đầu cái hệ thống tưới nó bắt đầu chạy tự động cho mình. Thứ hai đó là nó sẽ kiểm soát được chính xác được cái độ ẩm, tốc độ gió, như là sâu bệnh hại hiện có trong vườn, nó giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nó có giúp tiết kiệm nước và tiết kiệm điện năng nhiều không? Cái hệ thống này thì nó chạy là toàn bộ là hệ thống tưới nhỏ giọt hết, cho nên là cái việc tiết kiệm nước thì nó gọi là tiết kiệm tối đa. Được biết, giám đốc của hợp tác xã Xuân Phúc Đà Lạt là anh Phạm Ngọc Thạch. Anh Thạch là một trong 100 nông dân tiêu biểu nhất cả nước được Hội đồng Trung khảo Trung ương chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam bình chọn nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Bây giờ, mời mọi người cùng phóng viên trò chuyện với anh Thạch để biết cơ duyên đến với ngành nông nghiệp của anh Thạch. Tôi là một trong những người là quê Quảng Nam và cũng bôn ba rất là nhiều tỉnh. Về cái vấn đề nông nghiệp này thì gọi là cư dân hoàn toàn. Tại vì trước đây tôi không có phải là kỹ sư nông nghiệp, mà tôi chỉ là một trong những người gọi là nhân viên kinh doanh thôi. Thì vô tình được đến Đà Lạt, và trong một cái cuộc mà uống cà phê thì tôi mới đếm từ 12 giờ kém đến cỡ 4 giờ chiều tại Đức Trạm, thì tôi mới đếm 17 chiếc xe 15 tấn nó vào lấy hàng. Thì tôi nghĩ nếu cuộc đời mình mà chỉ cần được một chiếc xe 15 tấn thì mình tính nhẩm mỗi ký 1.000 đồng thì mỗi tháng mình có được 450 triệu. Tại sao mình phải đi làm 35 triệu lương cơ bản? Nên đó là một lý do tại sao mà tôi bỏ thành phố Hồ Chí Minh và về Lâm Đồng lập nghiệp về cái ngành nông nghiệp này. Vâng ạ, thế đến trong cái quá trình mà anh lập nghiệp đến nay thì cái khó khăn nhất mà anh gặp phải là gì? Cái mà khó khăn nhất là trước khi mà tôi đến với cái hợp tác xã Sinh Phút là tôi là giám đốc cho một công ty phân bón, nên tôi mới thấy được vấn đề được mùa mất giá, được giá mất mùa, và phải có một cái giải pháp nào để cho nó bền vững hơn. Thì ngày 10 tháng 7 năm 2017 thì bắt đầu chúng tôi mới thành lập Sinh Phút. Và ngay từ bước đầu tiên chúng tôi đã nhìn thấy được cái tiêu chí mà người nông dân đang cần, và Sinh Phút mở ra với tiêu chí hai vấn đề chính. Một là phải có một cái khu chuyển giao công nghệ, hai là phải có đầu ra. Và đúng y khi ngày 13 tháng 8 là chúng tôi đã có cửa hàng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh để đồng hành với thành viên của chúng tôi.
Và đến bây giờ chúng tôi đã có mạng lưới trên 37 tỉnh với hơn 600 điểm bán. Cái điều mà chúng tôi nhìn vào và thấy được khi mà chúng ta chuyển đổi số thì cái mà hiệu quả ngay lập tức đó là vấn đề về bộ phận kế toán. Thì riêng bộ phận kế toán thì nó sẽ được cắt giảm ít nhất là cỡ khoảng 30% về nhân sự. Đó là vấn đề chúng ta sẽ thể hiện ngay. Vấn đề thứ hai về khi mà chúng ta áp dụng những công nghệ trong sản xuất thì đây là một trong những giải pháp mà đến thời điểm này chúng tôi thấy được cái lợi như cái giảm đi rất là nhiều chi phí, ví dụ như là lượng nước tưới nhỏ giọt hay là phân bón. Trước đây chúng ta là tưới nó ra rồi bắt đầu, thậm chí là những cái chỗ mà rất là nhiều chỗ rất là ít, nhưng đến bây giờ mình chúng ta áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cái tất cả cái quy trình của Sinfood thì đó là một trong những cái tiêu chí chúng tôi đánh giá rất là cao về vấn đề hiệu quả mang lại trong cái giảm chi phí sản xuất. Cái điều mà tôi mà là một trong những người mà được vinh danh như vậy thì tôi rất là tự hào. Và bên cạnh chúng tôi phải nỗ lực làm sao để giúp cho nông dân của Đà Lạt cũng như nông dân của 63 tỉnh thành mình có một cái đầu ra tốt nhất. Và người dân Việt Nam của chúng ta sẽ có được những sản phẩm chất lượng nhất để tiêu dùng hàng ngày.